Liên quan đến vụ hàng loạt homestay xây dựng và kinh doanh trái phép trên núi Cấm, tỉnh An Giang, như báo Sài Gòn Giải Phóng có nhiều bài phản ánh. Chiều 23 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký quyết định hủy bỏ nội dung nêu ở mục 9, thông báo số 276 ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Cụ thể nội dung bị hủy bỏ là đối với các homestay xây dựng tự phát, trước mắt giao Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên, nay là thị xã, quản lý, yêu cầu các chủ homestay giữ nguyên hiện trạng, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh, xây cất mới không đảm bảo quy định. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, hiện có gần 600 hộ dân cất nhà trên đất rừng ở núi Cấm. Trên núi Cấm cũng đang tồn tại 78 cơ sở thờ tự trái phép.